Chào mừng các bạn đã đến với channel của Người Việt ở Florida, USA. Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay á, bị cấm cửa ở nhà, tại vì bị cách ly với xã hội á mà. Không có việc gì làm hết, rất là rảnh rỗi, nên tụi mình đã chạy về nhà ở Tampa để dọn dẹp lại cái khu vườn ở phía sau nhà. Mình tính trồng rau, trồng cây ăn quả lại vậy đó. Chứ mình có quay phim cái khu vườn ở phía sau nhà đó. Thế là một số vị sau khi mà đã xem mấy cái video đó rồi á, thì lại viết comment cho mình, nói là rất muốn xem thêm cái khu vực mà có cái căn nhà đó. Thì mình cũng có hứa để mình quay phim cho quý vị đã xem. Mà mấy bữa trước á, và ngay cả hồi tối hôm qua cũng vậy nữa, tự nhiên trời sao mà mưa quá chừng luôn. Sáng nay á thì mình thấy nó không có mưa mà trời nắng cũng khá là đẹp. Thế là mình xách xe chạy một vòng trong cái khu nhà ở Tampa của tụi mình nè, để quay phim cho quý vị và các bạn cùng xem luôn nha. Nhưng mà mình nói trước á, là mình chỉ chạy lòng vòng trong cái khu vực này thôi, chứ mình không có xuống xe và cũng không có chạy ra ngoài đường đâu. Tại vì dịch bệnh nó vẫn còn á, cho nên là mình cũng không có muốn là đi lung tung ra bên ngoài đâu. Thì đã nãy giờ quý vị và các bạn cũng thấy ha, bây giờ là mình đang để cái máy quay phim quay qua bên cái bên hông nè. Đó. Thực ra thì cái xóm này đây là một cái xóm bình dân thôi. Nói là cái xóm á, thì nó nghe nó giống Việt Nam ha, nhưng thực ra thì cái community nó khá là rộng. Cái khu vực này á, là thuộc về khu vực của Town and Country. Nó nằm ở phía tây của thành phố Tampa, như so với cái downtown của thành phố Tampa đó. Nhà ở đây khá là cũ, tại vì xây dựng từ thời mà 1982 cho tới khoảng 1990. Mặc dù á, là nhà ở cái khu này á, thì nhìn nó cũ ha, nó xấu thôi. Nhưng mà được cái á, là cái vị trí của nó rất là tốt. Từ cái khu này mà mình đi xuống downtown Tampa thì cách khoảng chừng 10 đến 12 miles thôi. Hoặc là mình chạy ra phi trường á, thì chắc khoảng chừng 9 đến 10 miles nữa. Mà nếu mà ra tới phi trường thì cũng là gần biển rồi. Tại vì ở gần phi trường thì có những cái bãi tắm rất là đẹp. Ở cái khu vực này nè, mà quý vị và các bạn muốn chạy xuống cái khu Việt Nam ở Tampa, nói là khu Việt Nam cho sang thôi, chứ thật ra là mấy cái chợ mà khá là lớn ở Tampa của người Việt Nam mình á, như chợ Liên Hoa nè, hay là Sài Gòn Daily nè, thì chắc là đi khoảng chừng 6-7 miles là tới à. Ngoài ra nếu mà ở cái khu này á, mà mình chạy qua chợ Trời, chợ Trời mà có lần mình có quay phim cho quý vị và các bạn xem rồi đó, ở bên St. Petersburg á, hay là đi mấy cái khu chợ Việt Nam ở bên đó, tại vì ở bên cái khu St. Petersburg á, thì cái cộng đồng người Việt mình khá là đông, chợ búa Việt Nam cũng nhiều lắm. Tụi mình đã chạy qua bên đó đi chợ lắm. Thì nếu mà ở đây á, thì đi nó sẽ gần hơn là ở trên Wesley Chapel. Thì từ cái khu này mà đi qua bên St. Petersburg, đi cái khu vực chợ Trời á, thì chắc khoảng chừng trên dưới 25 miles. Thì nó tiện lắm. Thật ra nói vậy chứ đi rất là tiện quý vị và các bạn. Thì mình chỉ cần đi lên tới, đi ra cái hướng phi trường, rồi take cái xa lộ I-275 mà đi về cái hướng south, thì nó tiện lắm. Đường đi nó cũng rất là dễ. Cho nên á, cái khu này á, mỗi lần mà người ta list nhà lên bán á, mà cái giá phải chăng thì bán được rất là nhanh. Với lại cái khu vực này á, quý vị và các bạn biết không, cái giá nhà so ra với những cái khu vực khác ở thành phố Tampa thì nó tương đối là rẻ. Tại vì mình so là so với những cái khu vực
mà ở phía tây của thành phố Tampa nha. Chứ mình không có mà so với những cái khu vực ở những cái vùng khác của thành phố Tampa đâu. Thì ở cái khu này á, tại vì á, đó quý vị và các bạn cũng thấy rồi ha, nhà cửa thì nhỏ nhỏ thôi, garage thì chỉ có một xe, cũng có khi có hai xe, nhưng mà nói chung là cái kiến trúc nhà rất là cũ, nó không có được là hiện đại lắm. Thì cái giá nhà dao động khoảng từ trên dưới 200 ngàn cho tới khoảng 230-240 ngàn một căn. À đây nè ha, thôi để mình đưa cho quý vị và các bạn xem một số căn nhà mà người ta mới vừa bán lên đây, bán trong cái thời lúc mà cách ly luôn đó nha. Mới bán nè, để mình đưa cho quý vị và các bạn xem nha. Trời nè ha, mình đưa lên 4 căn nhà được bán gần đây nhất. Thực ra thì cái khu này người ta ít bán nhà lắm quý vị và các bạn. Nhưng mà khi mà người ta list lên bán á, mà cái giá phải chăng khoảng chừng trên dưới 200 ngàn hay là khoảng 220 đổ lại á, thì người ta bán rất là nhanh. Nè, ví dụ như cái căn đầu tiên á, là bán hồi ngày 7 tháng 2 năm 2020. Đó quý vị và các bạn thấy ha, cái căn mà góc trên cùng ở phía bên tay trái đó, thì cái nhà này người ta đã bán được là 200 ngàn. Nhà này diện tích nhỏ thôi, chỉ có 1.155 square feet thôi. Trong nhà thì là có 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm và garage thì đậu được có một chiếc xe thôi. Thì cái khu này đa số là garage, chỉ có một chiếc xe thôi quý vị và các bạn. Rồi coi cái nhà xếp phía dưới nữa, tức là có 1.158 square feet thì bán là 205.000 đô la Mỹ. Cái nhà này á không có cái garage đậu xe nha. Hình như là người ta sửa lại để làm thêm một cái phòng nữa, cho nên người ta có được là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm rưỡi và không có chỗ đậu xe. Thì người ta đậu ở ngoài sân thôi. Thì cái nhà này á, chắc là người ta sửa lại để cho thuê đó. Hay là những gia đình mà có đông người ở á, thì người ta mới làm thêm phòng ngủ như vậy. Cho nên cái phòng tắm á, quý vị và các bạn thấy không? 2.5, tức là hai cái full bathroom. Nhưng mà có thêm một cái phân nửa nữa, tức là cái chỗ mình chỉ để rửa tay, rửa mặt, rồi đi vệ sinh thôi, chứ không có tắm được. Đó, thì cái nhà này người ta bán hôm ngày 27 tháng 3, giá là 205.000 đô la Mỹ. Đó, mình đang nói cái nhà mà ở dưới góc phía bên tay trái mày góc dưới á. Rồi, trong cái tháng 3 thì còn có một cái nhà ở khu này được bán là giá 220.000. Đó, mình đang nói cái nhà ở phía bên tay phải mà góc trên cùng. Cái nhà mà sơn màu cam cam á, màu gạch á. Thì cái nhà này rộng, diện tích tương đối rộng, 1.647 square feet. Trong nhà thì có được 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm full và cái garage thì đậu được một chiếc xe. Thì cái giá họ bán là 220.000. Còn cái nhà mà nằm ở góc dưới cùng phía bên tay phải á, thì người ta mới vừa bán có mấy ngày nay thôi. Họ bán được là 220.000. Thì cái nhà này diện tích chỉ có 1.284 square feet. Trong nhà được 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm full và garage thì lại đậu được 2 chiếc xe. Thì cái nhà này mới vừa close xong hết là ngày 17 tháng 4, mới vừa đây thôi. Thực ra thì khoảng trong tháng 2, tháng 3 thì người ta không có mà đi coi nhà với lại mua bán nhà đất. Gần như là nó bị đứng lại á. Ai cũng sợ ra ngoài á, tại bây giờ là đang cái thời kỳ mà bị dịch bệnh đó mà. Thì những cái nhà này có thể là người ta đã có contract, người ta đưa offer từ hồi tháng 1 là, và tới bây giờ thì mới xong. Có thể là do thủ tục vay tiền chậm hay là như thế nào đó, cho nên có thể kéo dài. Đó. Rồi, tại vì mình biết có một số vị rất là quan tâm tới những cái nhà cửa ở khu vực bình dân như thế này và nhà có đất nữa đó, ở khu vực an ninh
gần chợ Việt Nam, gần phi trường, rồi gần downtown. Nói chung là khu tốt. Thì mình muốn đưa lên những cái chi tiết như thế này để quý vị và các bạn có cái nhìn cụ thể hơn về nhà cửa ở cái khu vực này ha. Đó thì cái giá tiền là như vậy. Ok, rồi quay lại đường cho quý vị và các bạn xem tiếp nha. Đó thì quý vị và các bạn thấy ha. Nhưng mà thực ra nếu mà nói về diện tích đất á, thì một lô đất ở cái khu vực này của một cái căn nhà nó không có được rộng lắm đâu. Khoảng từ 5.000 mấy cho tới 6.000 square feet thôi cho một cái lot size. Nhưng mà tại vì cái nhà nó nhỏ cho nên đất á, thì mình thấy mình tưởng đâu là nó rộng. Với lại trừ một số căn nhà mà ở giáp ranh với rừng hay là ở cuối đường á, ở góc đường á, thì có khi cái diện tích nó rộng hơn một tí, tức là khoảng từ 6 đến 7 ngàn square feet cho cái lot size đó. Quý vị và các bạn thấy cái kiểu nhà ở đây nó thấy nó cũng là lạ ha. Tùy vào năm xây dựng thôi, tùy vào những cái thời điểm khác nhau á, cho nên các kiểu nhà nó có vẻ khác nhau. Rồi thôi để mình xoay cái camera lên phía trước để cho thấy đường xá cũng như nhà cửa ở hai bên luôn nha. Thực ra cái khu này á, nó cũng khá là rộng đúng quý vị và các bạn. Ở cái community này á, thì không có cổng gác, và như vậy thì cũng không có thu cái tiền HOA. Mặc dù là không có phải là nằm ở trong khu có cổng gác, nhưng mà cái khu này thì cái tình hình an ninh trật tự nó cũng tương đối là tốt. Rồi để quẹo vô cái chỗ này cho quý vị và các bạn xem nha. Đó. Một cái con đường như vậy á, thì nó chỉ có khoảng chừng 10 căn nhà thôi. Và ở đây có rất nhiều con đường, giống như cái hình xương cá vậy đó. Đó. Và cái kiểu dáng thì nó cũng gần gần giống nhau thôi, chứ nó cũng không có khác biệt gì lắm. Cái nhà ở trong một khu á, thì thường nó có những cái kiểu dáng giống giống nhau. Ở đây á, thì mình mới vừa nói xong ha. Tức là không có phải đóng tiền HOA và cũng không có phải đóng tiền CDD luôn. Mấy video trước mình cũng có nói rồi đó. Thường á, thì ở cái khu vực của thành phố Tampa ít khi nào mà phải trả cái tiền CDD lắm. Tại vì ở đây là cái khu vực thành phố đã xây dựng lâu đời rồi đó. Cho nên người ta đã thu đủ cái phần phát triển của cơ sở hạ tầng rồi. Nên mình không có cần phải đóng cái tiền đó nữa. Mình chạy chậm quá rồi cái anh ở phía sau này anh hung hăng quá, anh qua mặt luôn. Tại vì đi quay phim á cho nên mình không có chạy nhanh được. Ở cái khu này á quý vị và các bạn, mua bán á cũng thuận tiện lắm. Tại vì ở gần đây á có rất nhiều cái khu mà bán đồ ăn thức uống. Nếu mà mình không có muốn chạy xuống chợ Việt Nam cách đây khoảng 6-7 miles á thì bước ra ngoài đầu đường này nè thì cũng có chợ, thí dụ như chợ Publix nè hay là chợ Freshco, bán đồ ăn rất là tươi và cũng rất là rẻ. Ngoài ra thì còn có mấy cái chỗ như là Walgreens, CVS hay là Home Depot, rồi Lowe's cũng gần đây nữa.
Walmart cũng gần nữa. Nói chung là khu này rất là thuận tiện. Chỉ có điều là cái khu này nhà cửa nó không có được đẹp, với lại nó cũ thôi. Rồi bây giờ thì mình nói về cái tiền mà thuế nhà ở cái khu vực này nha. Thí dụ như cái nhà của mình đi. Nhà mình á thì có diện tích rộng là 1.500 square feet, tức là cái không có kể garage với lại cái nhà lưới, cái patio ở sau á. Class size là khoảng 7.000 square feet. Thì năm ngoái á là tụi mình đóng là 1.100. Như vậy á thì tính ra nó đâu có mắc đâu không quý vị và các bạn. Nguyên một năm mà mình chỉ đóng có 1.000, khoảng 1.100 thôi. Không có phải đóng cái tiền HOA mà cũng không có phải trả thêm cái tiền CDD nữa. Thì đó cũng là một trong những cái lý do mà nhà cửa ở cái khu vực này á thì người ta bán được rất là nhanh. Tại vì cái giá nhà mà ở thành phố Tampa ở cái vị trí tốt như vậy mà chỉ khoảng chừng 200 cho tới 230.000 đô la Mỹ. Rồi tiền thuế nhà thì lại rẻ, không có tiền HOA, không có tiền CDD. Mà ở khu vực lại an ninh nữa. Cho nên nhà cửa ở đây họ bán rất là lẹ. Có nhiều nhà hả vừa post lên có 1-2 ngày thì đã bán được rồi. Nhưng mà cũng có một số trường hợp, tại vì cái khu này là nhà cũng xây cũng lâu đời rồi đó. Rồi nếu mà chủ nhà mà cho thuê mà không có biết gìn giữ nhà thì tới khi mà họ list lên bán á thì họ phải bán rẻ thôi. Bởi vì mua về ở không có được. Nè, ví dụ như đi để mình đưa cho quý vị và các bạn xem nha. Cũng là hai căn nhà có cấu trúc gần giống nhau và cũng vừa mới bán vào cuối năm ngoái thôi, mà cái tiền giá bán á chênh lệch nhau khá là nhiều. Đây để mình đưa hình cho quý vị và các bạn xem nha. Trời nè ha. Đây, hai cái căn nhà mà làm ví dụ nè. Một căn nhà ở phía bên trên cùng, ở phía bên tay phải á, đó thì người ta bán từ hồi tháng 9 năm ngoái. Còn cái nhà phía bên tay trái người ta bán hồi tháng 11 năm ngoái. Nhưng mà quý vị và các bạn biết không, cả hai căn nhà này nhìn ha, nó có cấu trúc y chang nhau thôi. Chỉ khác một cái á, là cái tình trạng nhà nó khác thôi. Cái nhà phía bên tay phải á thì nó không có được tốt bằng nhà bên tay trái. Thực ra cái nhà bên tay phải người ta kêu từ hồi mà tháng 3, tháng 4 năm ngoái quý vị và các bạn. Lúc đó thì cái nhà này nó định giá là khoảng 230.000, nhưng mà người ta kêu bán có 205.000 thôi. Sau đó thì cũng có nhiều cái offer lắm, tại cái giá mà 205.000 là rẻ. Nhưng mà tới khi mà ký offer xong rồi đi inspect ra thì người ta không có mua nữa. Tại vì cái tình trạng nhà này nó không có được tốt, mua về phải sửa rất là nhiều. Thế là người ta mới giảm giá xuống còn lại 179.000. Rồi cũng không được, rồi cuối cùng á thì hồi tháng 7 năm ngoái người ta giảm còn 165. Thì lúc đó thì có người trả là 166.000 và họ đồng ý mua. Như vậy thì nếu tính ra cái giá nhà mua mà 166.000 thì nó rất là rẻ. Bởi vì từ nhà định giá 230 lận mà, 230, 240 đến 250 nữa đó. Nhưng mà bỏ tiền ra để mà sửa thì nhiều lắm, cái nhà này mua về không có ở được. Còn cái căn nhà mà ở phía bên góc trên cùng, phía bên tay trái ha, người ta bán cũng bán hồi tháng 11 năm ngoái, giá là 245.000 và cái nhà này họ bán rất là nhanh. Cái nhà này mua về là ở thôi chứ không có phải sửa chữa gì hết. Đó thì quý vị và các bạn thấy không, cái giá nhà nó chênh lệch nhau rất là nhiều, bởi vì còn tùy thuộc vào cái tình trạng nhà nữa. Đó thì mình lấy hai căn nhà này ở cùng một khu, cùng một community và cái diện tích tương đương với nhau. Một cái là 1.438, nhỏ hơn một chút xíu mà bán cao hơn nhiều ha. Cho nên khi mà nói về nhà cửa ở trên thị trường á, mình không có thể nào nói chung chung được hết, mà phải dựa vào cái nhà cụ thể nào đó mình mới nói được. Rồi. Hồi tối mưa lớn quá.
nước nó cũng còn ngập ở đây ha. À, cái khu này á, thì không có bị ngập lụt đâu nha quý vị và các bạn. Cái khu này nó khá là cao nếu so với lại cái khu vực ở phía South Tampa. Ở gần đây cũng có một cái căn nhà họ cũng mới bán hồi cuối năm ngoái. Để coi, để mình nhớ, hình như quẹt, đúng rồi, quẹo qua cái đường này nè quý vị và các bạn. Đây, quẹo vô cái con đường này thì cái nhà mà mình nói á, là nó nằm ở cuối đường ở phía bên tay phải đó, thì cái nhà này họ đã bán được rồi vào cuối năm ngoái. Họ kêu giá là 210.000, nhưng mà khi bán á, thì họ bán được 205.000, tức là bớt 5.000. Nhà này là 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và garage đó, đậu được một chiếc xe ha. Cái mặt tiền sửa lại thì nhìn khá là đẹp. Nhà này nhỏ thôi, chỉ có 1.284 square feet. Trên cái lot size là có 5.001 à. Nhưng mà người ta đã bán 205.000. Bán cũng khá là nhanh. Bởi vì ở trong của cái căn nhà này á, thì họ remodel lại cũng sạch sẽ lắm. À, cái mặt tiền họ cũng làm lại rồi đó. Mình chỉ cho quý vị và các bạn xem cái căn nhà này á, là tại vì ở cũng ở gần đây thôi, có một căn nhà mà họ rao bán cũng lâu rồi mà chưa có bán được, tại vì cái giá họ kêu khá là cao. Khoan, để từ từ nha, rồi mình sẽ đưa cho quý vị và các bạn xem cái căn nhà mà vẫn còn đang kêu bán ở cái khu vực này. Rồi đây nè quý vị và các bạn thấy không? Đó, cũng cái căn nhà diện tích chỉ có 1.190 square feet thôi, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và garage, đậu được một chiếc xe, mà họ kêu tới giá 225.000. Trong khi á, cái nhà hồi nãy mình mới đưa cho quý vị và các bạn xem đó, diện tích rộng hơn ha, 1.284 square feet, rồi cũng 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và garage, đậu được một chiếc xe, mà họ mới remodel lại cách nay có 1-2 năm thôi, mà họ bán có 205.000 à. Cho nên đó là lý do sao mà cái nhà này vẫn còn để bảng giá bán. Chứ nếu mà họ bán khoảng 200, 205, 201 á, thì chắc cái nhà này á, người ta cũng bán xong rồi đó. Hay là đây nè, để mình đưa thêm cho quý vị và các bạn xem thêm một cái căn nhà nữa ha. Căn nhà này cũng vừa mới bán ngày 17 tháng 3. Diện tích thì cũng 1.195 square feet ha, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm và garage, đậu được một xe, cũng ở khu vực này nè, thì list lên và bán rất là lẹ. Cho nên nếu mà cái nhà mà diện tích khoảng chừng 1.000, 1.001, dưới 1.200 square feet á, thì ở cái khu vực này giá khoảng 205 đến 201. Thì với cái giá đó thì họ bán rất là nhanh. Còn như cái nhà mà ở phía bên tay trái nè, cái nhà đang rao bán nè, thực ra cũng không phải là bán quá cao giá đâu, nhưng mà không phải là bán rẻ, phải chờ người mua thôi. Chứ nếu mà họ giảm giá xuống đâu xuống còn khoảng chừng 205, 210, thì chắc là bán rất là lẹ. Rồi, nãy giờ là mình nói về nhà cửa, giá cả ở cái khu vực này cũng khá là nhiều rồi ha. Mình hy vọng là qua cái video này á, thì quý vị và các bạn có thể nắm rõ được cái tình hình nhà cửa ở cái khu vực này. Nếu mà quý vị và các bạn mà còn có những cái thắc mắc nào khác á, mà mình chưa có nói ra ở đây, thì cứ việc email cho mình nha. Đây là cái địa chỉ email của mình nè. Còn những cái thông tin nào mà mình đã nói rồi á, thì xin quý vị và các bạn đừng có hỏi lại mình nữa nha.
Rồi ha, nãy giờ là mình đi vòng vòng cũng khá là nhiều rồi đó. Mặc dù là đi chưa hết cái khu này đâu, nhưng mà cho quý vị và các bạn có một cái nhìn tổng quát là như vậy ha. Bây giờ thì mình sẽ quay về. Rồi thôi, video của mình sẽ dừng lại ở đây nha. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video này của mình nha. Ráng gìn giữ sức khỏe nha quý vị và các bạn. Cầu cho cơn dịch kỳ này nó sớm qua mau đi, để còn phải đi làm, rồi còn được đi chơi nữa. Ok. Rồi thôi, hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha.